Xin chào tất cả mọi người. Đây là bài học số 71 của chương trình tự học tiếng Pháp vỡ lòng. Và trong bài này chúng ta sẽ học hai động từ nhóm 3, đó là động từ savoir và động từ connaître. Cả hai động từ này đều mang nghĩa là biết. Do đó chúng ta sẽ học hai động từ này chung trong một bài để chúng ta có một cái sự đối chiếu, so sánh. Và trong các cái bài trước chúng ta đã học bốn động từ nhóm 3. Những động từ này rất là căn bản, rất là quan trọng. Động từ faire ở trong bài 52, động từ aller ở trong bài 53, động từ prendre ở trong bài 56, động từ mettre ở trong bài 58. Và hôm nay chúng ta học thêm hai cái động từ này nữa. Và chúng ta coi một cái sơ đồ chung chung, rồi chúng ta sẽ coi chi tiết ở bên dưới. Ở trong tiếng Việt Nam chúng ta có động từ biết và dịch ra tiếng Anh là to know. Nhưng mà ở trong tiếng Pháp phải dùng ba động từ này để giải thích biết và to know. Thứ nhất là động từ connaître, thứ hai là động từ savoir và thứ ba là động từ être au courant. Như vậy cả ba động từ này đều mang nghĩa là biết, thì chúng ta chọn lựa như thế nào, chúng ta dùng như thế nào? Thì tôi xin nói một cái nét chung, chúng ta sẽ coi những cái nét chi tiết sau. Connaître thì phải đi với danh từ hoặc là đi với một cái đại từ, không thể đi với một cái động từ, không thể đi với một cái mệnh đề. Chỉ duy nhất đi với một danh từ hay một đại từ làm bổ ngữ. Đó là trường hợp thứ nhất, connaître. Trường hợp thứ hai là động từ savoir thì nó có nhiều cách dùng. Trước hết nó có thể dùng với một động từ nguyên thể. Thứ hai nó có thể đi với một mệnh đề phụ. Và trong mệnh đề phụ này thì có rất nhiều cách dùng. Và thứ ba chúng ta có động từ être au courant de đi với danh từ. Và sau đây chúng ta sẽ đi vào coi chi tiết để biết cách sử dụng của từng động từ. Như ở trên chúng ta đã nói, ở động từ savoir thì nó có nhiều cách dùng lắm. Cách dùng thứ nhất là đi với một cái mệnh, đi với một cái động từ nguyên thể infinitive. Và thứ hai đi với một mệnh đề phụ. Và trong mệnh đề phụ này nó sẽ ra rất là nhiều nhánh. Do đó chúng ta tạm để ở phía sau, chúng ta giải quyết cái động từ connaître trước. Connaître rất là đơn giản. Động từ connaître người ta nói là phải đi với một danh từ hoặc là đi với một đại từ. Và chỉ có như vậy thôi. Do đó chúng ta coi cái động từ connaître ngày trước. Động từ connaître là động từ nhóm 3. Nó có participe passé là connu. Và đây là một ngoại động từ trực tiếp, verb transitif direct. Cách chia của động từ connaître như sau. Ở thì hiện tại của một indicatif: je connais, tu connais, il connais. Chúng ta thấy là ba cái ngôi số ít này phát âm giống nhau: je connais, tu connais, il connais. Nhưng mà cách viết thì khác nhau. Ngôi thứ nhất là S, ngôi thứ hai là S, ngôi thứ ba là T. Nous connaissons, vous connaissez, ils connaissent. Rồi tôi đọc lại, cách chia động từ connaître ở thì hiện tại. Một indicatif, je connais, tu connais, il connaît. Nous connaissons, vous connaissez, ils connaissent. Với participe passé là connu, chúng ta ghép với auxiliaire avoir thì chúng ta sẽ có thì quá khứ. J'ai connu, tu as connu, il a connu, nous avons connu, vous avez connu, ils ont connu. Cho tới bài này, tức là bài 71, chúng ta chưa học thì tương lai. Và tôi xin tạm trình bày bởi vì nó rất là đơn giản. Chúng ta muốn chia động từ connaître ở thì tương lai thì chúng ta làm như sau. Chúng ta bỏ ký tự ô ở sau như này. Anh chị coi ở cái nguyên thể này, connaître. Tôi bỏ cái ký tự ô ở cuối. Còn lại cái chỗ này chúng ta gọi là căn. Và chúng ta lấy cái căn này này. Căn tức là cái gốc, cái rễ đó. Chúng ta lấy cái căn này, chúng ta ghép với AI, AS, AONS, OZONT. Chúng ta ghép, đây là cái bộ đuôi của thì tương lai, future sense. Chúng ta ghép với cái đuôi, tôi xin lỗi, ghép với cái căn. Cái căn là CO2AITR, CO2AITR. Chúng ta ghép với cái bộ đuôi của tương lai thì nó sẽ ra thì tương lai. Je connaîtrai, tu connaîtras, il connaîtra. Nous connaîtrons, vous connaîtrez, ils connaîtront. Tôi tách nó ra để cho các anh chị thấy thực sự nó dính liền vào. Je connaîtrai, tu connaîtras, il connaîtra. Nous connaîtrons, vous connaîtrez, ils connaîtront. Vậy chúng ta thấy nó khá dễ dàng bởi vì chúng ta bỏ ký tự ô ở cuối đi. Bỏ đi ký tự ơ đi thì còn lại rồi ghép với cái bộ đôi này thì nó sẽ ra thì tương lai. Và sau khi chia xong động từ connaître ở ba thì hiện tại quá khứ tương lai thì chúng ta có một cái nhận xét như thế này. Cái chữ ký tự i này nó mang cái dấu mũ tức là accent circonflexe.
Trong trường hợp nó đứng trước ký tự T, các anh chị thấy không? Khi nó đứng trước các ký tự khác thì nó là y thường. Je connais y thường, tu connais y bình thường. Il connaît thì nó phải mang cái dấu mũ, người ta gọi là y accent circumflex. Accent circumflex viết như thế này. Accent là một cái dấu circumflex. Accent circumflex. Đây là một trong các cái accent của tiếng Pháp đó, dấu sắc accent aigu, dấu huyền accent grave và dấu mũ là accent circumflex. Tức là chúng ta ở trên ký tự y thì nó có cái dấu mũ thay vì cái dấu chấm. Và tôi vừa mới nói là trong trường hợp y đứng trước t thì nó có cái dấu mũ, nó có accent circumflex. Ở đây chúng ta thấy này, nguyên thể thì đứng trước y này, trước t thì do đó mang dấu mũ này. Ngôi thứ ba, số ít cũng đứng trước t thì nó mang dấu mũ, còn các cái vị trí khác thì không có. Và chúng ta thấy ở thì tương lai tất cả các cái trường hợp này đều đứng trước ký tự T, do đó tất cả các vị trí ba ngôi số ít và ba ngôi số nhiều thì đều là y accent circumflex. Và tôi vừa mới trình bày cái cách chia của động từ connect, bây giờ chúng ta coi cái cách dùng của động từ này. Như ở trên chúng ta đã nói, động từ connect thì luôn luôn phải đi với một complement d'objet direct là COD, và cái complement d'objet direct này nó phải là một danh từ hoặc là một đại danh từ. Danh từ này có thể là danh từ chung hay là danh từ riêng, và ngoài ra các cái trường hợp này thì không hề đi theo một cái chữ nào khác. Như vậy chúng ta nhớ được connect thì còn lại bao nhiêu chúng ta đưa qua động từ sava hết. Và cái cách dùng thứ nhất của động từ connect đó là biết. Ví dụ, bạn có biết đường Jean-Mermoz không? Tu connais la rue Jean-Mermoz? Bạn có biết số điện thoại của anh ta không? Tu connais son numéro de téléphone? Bạn có biết địa chỉ của cửa hàng ấy không? Tu connais l'adresse de ce magasin? Bạn, anh ta biết tiếng Đức. Il connaît l'allemand. Anh ta biết khá rõ thành phố này. Il connaît assez bien cette ville. Anh ta không biết đường đi. Il ne connaît pas le chemin. Tôi tạm thời ghi các cái câu này theo ba ngôi, ngôi thứ hai và ngôi thứ ba số ít để cho các anh chị tập làm quen này. Tu connais, il connaît này. Và chúng ta thấy các cái trường hợp đi sau động từ connaître đều là một danh từ. La rue, tu connais la rue, tu connais son numéro de téléphone, số điện thoại, địa chỉ của cửa hàng, l'adresse de ce magasin. Anh ta biết tiếng Đức, l'allemand, cũng là một danh từ. Anh ta biết khá rõ thành phố này cũng là một danh từ. Anh ta không biết đường đi, il ne connaît pas le chemin, chemin cũng là con đường. Bạn có biết cái tin gì không? Connaissez-vous la nouvelle? Bây giờ tôi đổi qua ngôi thứ hai số nhiều là vous. Connaissez-vous la nouvelle cũng là một danh từ. Như vậy là động từ connaître đi với danh từ. Ở trong các câu trên tôi đã ghi các cái danh từ chung, con đường, số điện thoại, địa chỉ, tiếng Đức, thành phố, vân vân. Đó là những danh từ chung. Và bây giờ nó có thể đi với danh từ riêng. Bạn có biết ông Lapointe là giám đốc, là hiệu trưởng của trường Jean Jaurès không? Connaissez-vous Monsieur Lapointe, directeur de l'école Jean Jaurès? Như vậy, Monsieur Lapointe là một danh từ riêng thì cũng đi với động từ connaître. Bạn có biết điện Pantheon ở Paris không? Connaissez-vous le Pantheon à Paris? Bạn có biết khu phố chợ lớn ở Sài Gòn không? Ở Sài Gòn là có một cái khu phố tàu gọi là chợ lớn. Connaissez-vous Cholon, le quartier chinois à Saigon? Người Pháp họ phát âm là Cholon, là chúng ta gọi là chợ lớn. Chợ lớn là khu phố ở quận 5 của thành phố Sài Gòn ấy, thì người ta người Pháp họ gọi là phát âm là Cholon. Như vậy tôi vừa đưa ba ví dụ. Monsieur Lapointe, đây là một cái ví dụ thôi. Tên của ông hiệu trưởng của trường Jean Jaurès là danh từ riêng. Điện Pantheon cũng là một danh từ riêng. Khu phố chợ lớn cũng là một danh từ riêng. Và tiện đây tôi xin giới thiệu với tất cả mọi người hai cái hình ảnh. Hình ảnh bên tay trái đây là điện Pantheon ở Paris. Nó nằm ở quận 5. Pantheon là một công trình lịch sử nằm ở quận 5 ở thành phố Paris, tức là gần khu phố Latin đó. Nó gần như là đối diện với vườn Luxembourg. Đây là một cái điện, là một cái công trình lịch sử, là nơi chôn cất và tôn vinh một số những nhân vật lịch sử và những người đã làm rạng danh cho nước Pháp. Nếu mà chúng ta có dịp đi vào bên trong thì rất là nguy nga tráng lệ. Ở trong này có mộ của một số các cái nhà, các cái nhân vật lịch sử thời danh đã làm nên rạng danh cho nước Pháp, đã được an táng ở trong điện Pantheon.
Chúng ta thấy là có mấy quảng trường rất là đẹp. Còn bên trái đây là một góc của khu phố chợ lớn ở thành phố Sài Gòn, thì chúng ta thấy là cái cùng cách với khu phố này đúng là khu phố người Hoa. Như vậy chúng ta vừa mới nói là động từ con nét có thể đi với các danh từ riêng. Và bây giờ bên dưới chúng ta nói là động từ con nét có thể đi với các đại danh từ. Ví dụ như là tôi biết người ấy rất là rõ, je le connais très bien. Người ấy có thể là phái nam thì je le connais très bien. Nếu là phái nữ, je la connais très bien. Và nếu là số nhiều, tôi biết những người ấy rất là rõ, je les connais très bien. Vậy nó đi theo với đại danh từ. Và đây là đại danh từ thì phải dùng động từ connaître. Tôi biết người ấy, tôi biết rõ chuyện ấy, chữ le này không phải người ấy. Le là một cái đại danh từ neutre. Tôi biết điều đó rõ, tôi biết rõ, tôi biết nằm lòng, tôi biết rõ ràng luôn. Je le connais par cœur. Tôi biết điều đó như là cái túi của tôi, tức là như lòng bàn tay của tôi. Tiếng Việt Nam thì biết rõ như lòng bàn tay. Người Pháp nói là biết rõ như là cái túi của mình. Ở trong túi của mình có cái gì thì mình biết rõ. Je le connais comme ma poche. Poche là cái túi, có thể là túi quần, có thể là túi áo. Vậy chữ le này là nốt cả, tôi biết điều đó. Tôi biết ông, đây là động từ ở thì imparfait chúng ta chưa học nhé, thì là quá khứ. Tôi đã biết ông khi tôi nhìn thấy ông, tức là tôi đã nhìn thấy, tôi quen mặt ông trước khi người ta giới thiệu cho chúng tôi. Je vous connaissais de vue. De vue tức là nhìn biết chứ chưa có gặp, chưa có nói chuyện, chưa có giao tiếp. Nhưng mà nhìn thì biết, tôi biết ông trước khi người ta giới thiệu cho chúng tôi. Je vous connaissais de vue avant qu'on ne vous présente, trước khi toàn bộ cái câu này thì chúng ta chưa học, nhưng mà tôi xin đưa ra một cái ví dụ để cho các anh chị thấy là động từ connaître nó có thể đối với một cái đại từ lơ la lê hoặc là vu đó, hoặc là in se sono conosciuti in Italia, những người này đã quen biết nhau khi ở bên Ý. Như vậy là động từ connaître là biết nhau thì là đại từ sơ, đại từ phản thân đó. Như vậy chúng ta vừa mới nói là động từ connaître có thể đi với danh từ hoặc là đại danh từ. Danh từ hay là đại danh từ, và cái danh từ này có thể là danh từ riêng hay danh từ chung. Danh từ chung là số điện thoại, là con đường, là tiếng Đức, vân vân. Đại danh từ riêng là tên của ông Lapointe, đây là một cái ví dụ, hoặc là điện Pantheon, hoặc là chợ lớn, hoặc là tháp Eiffel, vân vân. Đó là trong những trường hợp này chúng ta dùng động từ connaître, và với ý nghĩa thứ nhất là biết. Và trước khi đi qua ý nghĩa thứ hai thì tôi xin đưa vào một cái câu như thế này để lưu ý cho tất cả những anh chị nào mà còn là chưa rõ về cái động từ connaître. Thì chúng ta đã nói là động từ connaître nó đi với danh từ, và chúng ta thấy đây là một cái câu khá dài, tôi cố ý làm cho một cái câu dài, còn có thể làm dài nữa. Connaissez-vous, và tôi xin dịch tiếng Việt nhé, bạn có biết tên của cái người mà chúng ta đã gặp trên chuyến xe lửa đi Marseille năm ngoái không? Vậy trong câu này chúng ta thấy có tên này, có người này, xe lửa này, rồi thành phố Marseille, rồi năm ngoái, nó có nhiều danh từ, nhưng mà chúng ta chỉ quan tâm tới cái danh từ đầu tiên. Bạn có biết cái tên, connaissez-vous le nom, tôi in đậm cái chữ tên này, bạn có biết cái tên của người mà chúng ta đã gặp ở trên chuyến xe lửa đi Marseille năm ngoái hay không? Tất cả những yếu tố đằng sau này chúng ta thấy là một cái mệnh đề dài, nhưng mà chúng ta không có quan tâm, bởi vì người ta hỏi cái gì, người ta hỏi là có bạn có biết cái tên không. Cái tên đây là một danh từ thì chúng ta dùng động từ connaître. Đó là cái chuyện tôi lưu ý, là động từ connaître chúng ta nhớ một cách đơn giản là đi với danh từ và đại từ. Ý nghĩa thứ nhất là biết, chúng ta vừa mới làm một số các cái ví dụ với ý nghĩa là biết. Ý nghĩa thứ hai là đã trải nghiệm, đã sống hay đã cảm thấy, expérimenté tức là đã có cái kinh nghiệm, đã có cái trải nghiệm, hoặc là ressentir là cảm thấy, vân vân. Ví dụ cái miền này đang có nạn đói, cette région connaît actuellement la famine. La famine là nạn nạn đói, actuellement là hiện tại. Như vậy ở đây chúng ta dùng động từ connaître thì không có nghĩa là biết, mà đang sống qua, đang trải qua. Người ấy đã có một số phận bi thảm, il a connu un destin tragique. Cái người này đã có một cái cuộc đời, đã có một cái số phận. Như vậy là đã trải qua, đã trải nghiệm một cái số phận rất là bi thảm. Anh ta chưa bao giờ nếm mùi tình yêu, tức là chưa biết tới, chưa cảm nghiệm, chưa sống, chưa có trải nghiệm về tình yêu. Il n'a jamais connu l'amour. Elle ne connaît pas la fatigue. Cô này không cảm thấy mệt, cô ta làm việc liên tục mà không cảm thấy mệt. Như vậy đây là một số các cái ví dụ cho chúng ta thấy động từ connaître nó có ý nghĩa thứ hai là trải nghiệm, sống qua, cảm thấy, vân vân, không có mang nghĩa là biết. Đó là hai cái ý nghĩa
của động từ connect. Tôi xin nhắc lại, động từ connect là luôn luôn phải đi với một danh từ hay là đi với một cái đại từ, và nó có hai ý nghĩa. Ý nghĩa đầu tiên là biết, biết này phải đi với danh từ hay là đại từ, và ý nghĩa thứ hai là trải nghiệm, sống qua, trải qua, cảm thấy. Trong phần số 2 chúng ta tìm hiểu động từ savoir. Động từ savoir thì cũng mang nghĩa là biết, nhưng mà nó có nhiều cách dùng hơn. Động từ savoir có participe là su, su, và sau đây là cách chia của động từ savoir ở ba thì căn bản thì hiện tại là je sais, tu sais, il sait. Chúng ta thấy là đọc giống nhau nhưng mà viết khác nhau. S, ST, nous savons, vous savez, ils savent. Je sais, tu sais, il sait. Nous savons, vous savez, ils savent. Đó là thì hiện tại. Trong thì quá khứ thì chúng ta lấy participe là su. Chúng ta ghép với auxiliaire avoir. Je suis, tu as su, il a su. Nous avons su, vous avez su, ils ont su. Đã biết. Và tương lai là je serai, đây là một cái tương lai đặc biệt. Chúng ta thấy nó không còn giống như là nguyên thể nữa, và nó có cái dạng là ngôi thứ nhất là je serai, tu seras, il sera, nous serons, vous serez, ils seront. Và chúng ta phải đặc biệt để ý tới cái thì tương lai, bởi vì nó không còn cái dáng dấp gì nó giống với nguyên thể nữa, savoir, nhưng bây giờ nó là je serai, tu seras. Đó là cách chia của động từ savoir ở ba thì căn bản: hiện tại, quá khứ và tương lai. Và bây giờ chúng ta coi cái cách dùng của động từ savoir. Động từ savoir có ba cách dùng như sau. Cách dùng thứ nhất, khi savoir đi với một động từ nguyên thể thì nói lên là một cái khả năng. Khả năng tức là chúng ta có thể làm được, chứ không phải là chúng ta có cái kiến thức mà phải làm được. Ví dụ, bạn có biết bơi không? Savez-vous nager? Bạn có biết bơi không? Như vậy bạn có khả năng bơi hay không? Chứ không phải là chúng ta biết về cái kỹ thuật bơi. Và như vậy chúng ta dùng động từ savoir đi với một động từ nguyên thể. Bạn có biết lái xe không? Savez-vous conduire? Như vậy chúng ta có thể ngồi lên xe, chúng ta điều khiển một cái xe cho nó chạy hay không? Bạn có biết sử dụng phần mềm này không? Savez-vous utiliser ce logiciel? Logiciel là một cái phần mềm. Rồi sử dụng phần mềm có nhiều cái tương đối dễ, có nhiều cái cũng khá phức tạp. Bây giờ chúng ta hỏi bạn có biết sử dụng cái phần mềm này không, thì chúng ta dùng động từ savoir đi với động từ nguyên thể là utiliser. Con bé này nó mới có 4 tuổi mà nó đã biết đọc và biết viết, tức là nó có thể cầm sách báo lên nó đọc, rồi nó có thể cầm bút lên nó viết những cái chữ, những nét chữ. Như vậy là nó có thể làm được. À, 4 ans, ở cái tuổi 4 tuổi, elle sait déjà lire et écrire. Chúng ta dùng động từ savoir đi với động từ nguyên thể là lire là đọc. Chúng ta dùng với động từ nguyên thể là écrire là viết. Như vậy nó có khả năng làm. Con bé này nó mới 4 tuổi, nó chưa xong cái tuổi mầm non mà nó đã biết đọc, biết viết. À 4 ans, elle sait déjà lire et écrire. Như vậy trong cái trường hợp thứ nhất, ý nghĩa thứ nhất, chúng ta thấy động từ savoir đi với động từ nguyên thể thì mang nghĩa là có thể làm, nói lên một cái khả năng. Và nói rõ ra là khả năng là có thể làm, chứ không phải là cái kiến thức nó nằm trong lý thuyết. Ý nghĩa thứ hai, động từ savoir khi đi với một mệnh đề phụ là proposition subordonnée. Tôi lấy mệnh đề phụ như những cái câu ví dụ sau đây. Tôi biết rằng tiếng Pháp thì rất là khó, nhưng mà đây là một ngôn ngữ rất là đẹp. Je sais que le français est une langue difficile, mais c'est une belle langue. Bên là đẹp á, đây là một ngôn ngữ rất là đẹp, difficile là khó. Như vậy cái cách hay dùng nhất của cái ý nghĩa thứ hai là rằng, tôi biết rằng. Je sais que le français est une langue difficile, mais c'est une belle langue. Trường hợp này dùng rất là nhiều ạ. Tôi biết rằng tiếng Pháp rất là khó, tôi biết rằng ngày mai thời tiết không tốt, nhưng mà chúng tôi đã quyết định ra đi. Đó là je sais que. Có thể đi với các cái từ nghi vấn khác. Bạn có biết ở đâu không? Savez-vous où c'est? Đây là một câu hỏi mở. Bạn có biết cái đó ở đâu không? Cái chuyện đó ở đâu không? Cái sự kiện đó ở đâu không? Savez-vous où c'est? Hoặc là cái đồ vật đó ở đâu không? Đây là cũng là một từ nghi vấn và dẫn vào một cái mệnh đề phụ. Bạn có biết là anh ta tối nay có tới hay không? Đây là chữ C này. SE, nhưng mà người ta lược đi bởi vì hai nguyên đang gặp nhau. Bạn có biết là anh ta tối nay sẽ tới hay không? Chữ C này là có hay không? Như vậy đây cũng là một cái mệnh đề phụ.
Và một cái từ nghi vấn khác là comment là thế nào? Je ne sais pas comment trouver un appartement à louer. Tôi không biết làm cách nào để tìm ra một căn hộ để thuê. Và tôi không có quen cái khu vực này, tôi không biết làm sao để thuê, để tìm ra một cái căn hộ để mà thuê. Như vậy là dùng comment và đi đây là đi theo là một mệnh đề phụ. Je ne sais pas comment trouver un appartement à louer. Như vậy chúng ta thấy không để dùng động từ connect ở chỗ này được, mặc dù là vẫn dịch là tôi không biết. Bạn có biết vừa xong ai gọi không? Savez-vous qui a appelé? Mình nghe điện thoại reo, nhưng mà đi ra thì chúng ta không biết là ai gọi hết. Savez-vous, hoặc là ở cửa đó, có người gõ cửa. Có biết là ai vừa mới gọi cửa không? Savez-vous qui a appelé? Như vậy đây là một cái mệnh đề phụ. Hoặc là từ nghi vấn là con. Bạn có biết khi nào thì sẽ có một cái kỳ thi tuyển mới không? Un concours là kỳ thi tuyển sắp tới, khi nào diễn ra? Avoir lieu là diễn ra. Savez-vous quand aura lieu le prochain concours? Ở những cái danh từ này có thể các anh chị thấy nó hơi lạ, nhưng mà ở đây tôi muốn đưa ra một cái ví dụ để cho thấy là động từ savoir đi với một mệnh đề phụ thì chúng ta cũng dịch là biết, và chắc chắn phải là dùng động từ savoir, không thể dùng động từ connaître được. Đó là ý nghĩa thứ hai. Ý nghĩa thứ hai tôi xin nhắc lại là động từ savoir đi với một mệnh đề phụ. Mệnh đề phụ là như thế này ạ. Ví dụ như cái câu sau này, sau chữ cơ này. Tiếng Pháp là một ngôn ngữ khó nhưng là một ngôn ngữ đẹp. Đây là một mệnh đề. Nhưng mà bây giờ nó trở thành mệnh đề phụ cho cái mệnh đề chính là je sais. Tôi biết rằng, tôi biết cái gì? Tôi biết rằng tiếng Pháp thì khó nhưng mà nó là một ngôn ngữ rất là đẹp. Như vậy đây là mệnh đề chính. Je sais là mệnh đề chính. Và đi theo là mệnh đề phụ. Mệnh đề phụ là cờ, là rằng, là ở đâu, là thế nào, là khi nào, là ai, là tại sao, vân vân. Thì đó là những cái mệnh đề phụ. Đó là trường hợp B. Trường hợp C, động từ savoir nó có thể đi với một danh từ. Ở chúng ta vừa mới nói động từ connaître nó đi với danh từ và cho biết là nó, chúng ta thấy là connaître là biết đó, phải đi với danh từ hay là một cái đại từ. Như ở đây savoir cũng có thể đi với một danh từ, và bây giờ nó không mang, nó mang có một nghĩa đặc biệt là biết rõ, biết nhiều, có nghĩa là thuộc nữa, tức là ý thức về một cái gì. Tức là nó không phải như là kiến thức ở trong phần A là động từ connaître. Connaître biết là do mình có một cái kiến thức. Bạn có biết thành phố này không? Bạn có biết lịch sử của nước Pháp không? Bạn có biết lý do thì tất cả những cái gì mà chúng ta thuộc về kiến thức thì chúng ta dùng động từ connaître. Còn ở đây biết rõ với ý nghĩa là mình biết rõ tường tận, mình thuộc, mình ý thức, thì chúng ta cũng có thể dùng savoir đi với một cái danh từ. Chẳng hạn như là cô giáo, thầy giáo hỏi mà em học sinh, em có thuộc bài không? Savez-vous votre leçon? Thì chúng ta không dịch là em có biết bài của em không? Thuộc tức là biết rõ, hiểu, hiểu rõ rồi thuộc. Nó nằm ở ghi ở trong đầu như vậy là savez-vous, em có thuộc bài không? Rồi thuộc bảng cửu chương. Thuộc bảng cửu chương là chúng ta cũng phải hiểu, hiểu thấu cái bảng cửu chương 2, cửu chương 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chúng ta hiểu, chúng ta thuộc thì dùng động từ savoir. Còn nếu dùng connaître là biết, mình biết nó có, mình nhưng mà ở đây biết là biết rõ. Savoir là table de multiplication. Multiplication là nhân, table là một cái bảng, biết bảng cửu chương tức là thuộc bảng cửu chương. Đôi khi chúng ta cũng nói như thế này, Dieu seul le sait, đây là một cái câu nói thôi. Chỉ có trời mới là biết, đây là một cái câu nói thôi. Rồi je n'en sais rien cũng là một cách nói, tôi không biết tí gì cả. Ở đây chúng ta thấy này, sait đi với đại từ này, xe đi với đại từ le là đại từ nớt, còn này je n'en sais rien, on cũng là đại từ. Như vậy nó có thể đi với danh từ hay đại từ được, nhưng mà nó mang nghĩa là biết rõ. Bạn không hiểu, bạn không biết cái điều bạn đang muốn, bạn muốn cái gì mà bạn không biết, cái điều đó là bất khả thi, không có thể có được. Bạn không biết được cái điều mà bạn đang muốn. Như vậy ở tôi tạm dịch là bạn không hiểu là bạn muốn gì. Vous ne savez pas ce que vous voulez. Hoặc là anh ta làm việc đó mà anh ta không biết là mình đã làm. Il l'a fait sans le savoir. Cái cách nói là sans le savoir chúng ta hay dùng lắm. Và chữ le này là một đại từ mà nó vẫn đi với savoir, chứ không nhất thiết phải đi với connaître. Trường hợp này có thể đi với savoir là biết rõ anh ta làm mà anh ta không hiểu rõ là anh ta đang làm cái chuyện này. Hoặc là chúng ta có cái cách nói là savoir quelque chose par cœur, biết rõ nằm lòng. Hoặc là aimer. Et ce savoir aimer, aimer là mình yêu thương người khác và mình biết rõ rằng mình cũng được người ta yêu lại.
Eme, Acer Sava Eme. Như vậy chúng ta vừa mới nói là động từ Sava ở đây mang nghĩa là biết rõ, hiểu rõ, ý thức được. Ở câu ví dụ sau chúng ta thấy là Kise là Ki này là đại từ nghi vấn. Đại từ này đi với làm chủ ngữ cho động từ Sava. Như vậy chúng ta thấy nó có thể đi với động từ Sava chứ không nhất thiết phải đi với con nét. Đó là ai biết mà biết rõ. Cái câu này thầy giáo, cô giáo hay hỏi trong lớp. Ai biết, ví dụ đưa ra một cái câu hỏi, hỏi trong lớp ai biết Kise chứ không phải là Ikone. Ikone chỉ là một cái kiến thức nó nhập vào trong đầu mình thôi. Còn ở đây thầy giáo hỏi ai biết rõ, giơ tay trả lời Kise. Hoặc là tôi muốn biết rõ lý do tại sao. Je voudrais bien savoir pourquoi. Tôi muốn biết rõ. Tôi dịch là biết rõ này. Elle a mangé, je ne sais quoi, et ça l'a rendu malade. Em đây có thể là một đứa bé gái, con mình, cháu mình, nó đã ăn cái gì tôi không biết mà bây giờ nó bị ốm quá thưa bác sĩ. Elle a mangé, je ne sais quoi. Vậy qua đây là một đại danh từ này, là một pronoun này, nó vẫn đi với động từ savoir được, tức là biết rõ. Tôi, nó ăn cái gì mà tôi không không hề biết và bây giờ nó bị ốm rồi thưa bác sĩ. Như vậy chúng ta vừa mới nói lại động từ savoir. Cách dùng thứ nhất là đi với động từ nguyên thể để nói về một cái khả năng. Cách thứ hai là đi với một cái định mệnh đề phụ. Đó là cái dứt khoát là phải dùng savoir rồi, chúng ta không thể đi với connaître được. Nhưng mà cái cách thứ ba này, cái cách dùng thứ ba thì nó hơi giống với connaître, nhưng mà chúng ta phải phân biệt. Connaître là có một cái kiến thức, chúng ta học thì chúng ta biết. Còn savoir đây là nắm rõ ý thức và chúng ta có thể dịch là thuộc, thuộc lòng và thuộc bài. Đó là cái cách dùng của động từ savoir. Và để dịch cái động từ biết ở trong tiếng Việt thì chúng ta còn một cái động từ thứ ba nữa là être au courant de quelque chose. Đây cũng là biết, nhưng mà hay biết một cái chuyện gì được báo tin cho và chúng ta biết. Ví dụ là có một cái câu bây giờ báo chí hay nói này, bạn có biết tin gì về cái khoản tiền chuyển nhượng cầu thủ này không? Chúng ta biết là trong thể thao đó, khi một cầu thủ của cái đội này muốn đưa qua đội đội kia thì phải cái đội kia phải trả cho cái đội này một món tiền gọi là khoản tiền chuyển nhượng. Thì bạn có biết không? Bạn có biết là có nghe ai nói không? Bạn có đọc trong báo hay là có nghe tin tức gì về chuyển nhượng cái cầu thủ này không? Thì chúng ta dùng một cái động từ đơn giản nhẹ nhàng là est-tu au courant du. Động từ est-tu au courant du bây giờ này. Est-tu au courant du montant là một cái khoản tiền. Du montant, du transfert. Transfer là chuyển từ đội này qua đội kia. The sir footballer, footballer là cầu thủ bóng đá đó. Thì chúng ta đây là cái cách dịch biết, nhưng mà biết biết một cái tin chứ không phải là một cái kiến thức hay là một cái khả năng. Như vậy tôi có thể tóm lại ba cái cách dùng để biểu hiện cái chữ biết của tiếng Việt Nam. Chúng ta thứ nhất là có động từ connect là biết, biết này là do học hỏi và chúng ta có cái danh từ là connaissance là kiến thức. Chúng ta có động từ savoir, savoir cũng là biết, biết này là do tập tành, tập bơi, tập lái xe, tập dùng phần mềm đó. Và chúng ta có hai danh từ, le savoir faire là sự thành thạo, le savoir vivre là phép xử thế. Và chúng ta có một cái động từ thứ ba là être au courant là biết, biết do được báo tin. Thì cái bản tóm tắt này nó chưa nói hết được tất cả các cái chi tiết mà tôi vừa trình bày bên trên, nhưng mà nó cũng cho chúng ta biết được cái ý chính. Xin các anh chị coi lại, biết ý chính, sự khác biệt giữa ba động từ này như sau này. Connaître là biết do kiến thức, do mình học hỏi. Savoir cũng là biết do mình tập tành, biết lái xe, biết bơi. Être au courant là biết mà do người ta báo tin, không cần học hành, không cần tập tành gì hết. Người ta nói một cái là mình biết liền. Và như vậy đó là sự khác biệt giữa ba động từ connaître, savoir và être au courant, đều là biết ở trong tiếng Việt và đều là to know ở trong tiếng Anh. Xin chào tất cả mọi người và chúng ta sẽ có những cái bài tập để chúng ta có thể phân biệt rõ hơn về sự khác biệt giữa hai động từ này, nhất là giữa connaître và savoir. Và xin chào tất cả mọi người.